Vion là một phần mềm thiết kế video hoạt hình được yêu thích hiện nay. Trong video này, Netcode xin giới thiệu tới bạn phần mềm Vion cũng như cách tải phần mềm này nhé. Làm thế nào để chúng ta thu hút được sự chú ý của mọi người một cách dễ dàng? Đó chính là sử dụng video. Mọi người đều thích video bởi sự hấp dẫn của hình ảnh và âm thanh sống động mà nó mang lại. Nhưng để tạo video thì khó và mất nhiều công sức, tốn thời gian và tiền bạc. Đừng lo, Vion sẽ giúp bạn tạo video một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vion là phần mềm tạo video animation dễ sử dụng, cho phép bạn tạo ra những video chất lượng cao. Với giao diện trực quan và nhiều tùy chọn đa dạng, phần mềm Vion cho phép bạn thể hiện sự sáng tạo của mình một cách tối đa. Từ việc tạo ra nhân vật hoặc hình độc đáo cho đến việc điều chỉnh các phân cảnh và hiệu ứng, bạn có thể tùy ý thiết kế video theo ý muốn. Chúng ta cùng tìm hiểu cách tải Vion nhé! Để sử dụng phần mềm Vion, bạn chỉ cần lên Google tìm kiếm Vion và truy cập vào website vion.com. Bạn sẽ truy cập phần login khi đã có tài khoản Vion. Để đăng ký tài khoản mới, bạn vào phần Free Trial và đăng ký với tài khoản email của mình. Tiếp sau đó, bạn sẽ điền thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, tên công ty và quốc gia. Ấn đồng ý với các điều khoản và xác minh không phải robot để tạo tài khoản. Sau đó, bạn truy cập hòm thư và ấn tạo tài khoản của mình. Đến đây, bạn sẽ thực hiện điền mật khẩu và mật khẩu xác nhận. Bạn chọn sử dụng video cho doanh nghiệp, cá nhân hay từ thiện cũng như mục đích sử dụng video. Tiếp theo, bạn chọn chi phí bạn có thể chi trả sử dụng phần mềm như Vion trong một tháng. Thông tin này chỉ là khảo sát của Vion, bạn sẽ không phải trả chi phí gì trong thời gian 2 tuần sử dụng bản trial. Bấm chọn Vion Studio. Vậy là bạn đã đăng ký thành công. Giao diện thiết kế video sẽ xuất hiện. Bạn có thể trải nghiệm Vion ngay bây giờ. Nếu bạn đang tìm hiểu về phần mềm Vion hay cần hỗ trợ, hãy bình luận cho chúng mình biết, đội ngũ Netcode luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Đăng ký kênh Netcode Learning để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về e-learning nhé.